Mình sẽ đem mình đá hô ba mình. Trời, có gì đâu. Trời, sao cũng sợ. Mặt xấu quá vậy. Ta lệnh nhắc này, ta gửi lệnh cho các người. Hai người phải mua đồ theo màu nhân vật của các người. Ai cho màu đỏ, áo màu gì? Xanh. Nè. Xanh với màu trắng. Màu nào cũng được. Ai tính tiền? Ban tổ chức tính tiền. Rồi nhanh quá ha, ban tổ chức tính tiền rồi lấy màu vàng liền hả? Có màu vàng, ok. Tôi muốn màu khác được không? Muốn màu khác tôi sẽ quýnh. Ây da, muốn chảo hả? Không đúng màu, để lại. Tôi muốn cái nấu màu xanh được không? Cũng được. Đâu? Đây hả? Ừ. Đây cái chảo mà mày nội. Lính có mua màu đỏ không? Cái gì mua màu đỏ? Thôi tôi không mua đâu. Mua không? Phải mua chứ. Ok, chúng ta đi tiếp thôi. Đi thẳng nha. Hả? Đi đâu vậy bà? Tiếp tục tụi mình đi mua thôi. Quẹo phải đi. Cái gì vậy? Ây da. Trời, đi đứng cái gì vậy? Ý, có màu xanh. Mua luôn. Ý, có màu. Cho anh đứa vậy. Ý, có màu vàng kèo. Có màu vàng hả? Ok, mua. Bà lo kiếm màu xanh đi nha. Chứ không tôi. Ok. Kiếm đi. Trời ơi, màu xanh khó vậy ta. Trời ơi, ngay chỗ đó luôn mà không thấy hả? Chắc mình đuôi rồi. Đâu? Không thấy đâu. Ở trên á. Ngao. Đây nè. Trời ơi, trên này xịn quá. Thôi, muốn mua này quá à. Muốn mua này hả? Màu này của tôi. Có màu xanh kìa bà. Màu xanh đi bà. Đúng rồi, màu xanh mà nó lấy quýnh đúng rồi đó. Có màu xanh là có quyền lấy quýnh. Có màu đỏ nè. Lo chơi đồ chơi. Lo mày đi kiếm món màu vàng của mình đi nha. Chứ không tôi phạt đó. Để tôi tiến. Kiếm đi nha, chuẩn bị tôi phạt. Kiếm gà tôi quýnh nè. Hai màu rồi con. Ủa sao nhìn thấy hay vậy? Trời ơi. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Ừ, có gì đâu nhìn dữ vậy. Màu vàng của tôi. Màu đỏ của tôi bà ơi. Màu vàng của tôi. Đỏ của tôi. Vàng của tôi. Của tôi. Của tôi. Màu xanh của tôi. Thôi ba tụi mình mua ăn chung. Tôi thích ăn một mình. Có gì mà nhìn đi vậy? Có màu vàng với màu cam mà nhìn đi vậy? Có đâu mà nhìn. Kìa, quen không? Hả? Quen. Có màu cam với màu vàng nên mua cho luôn á. Lên lên 100. Cái gì? Cái này có 10.000 à, sao đưa 100? Đúng là có màu vàng nên tôi phải mua cho. Nhưng mà cái này có 10.000 à, sao đưa 100 lận? Trời ơi, mua con gà màu vàng đúng là đúng màu đó. Hung con gà luôn hả? Trời ơi, tưởng hung nó cắn cái mỏ nó đứt luôn rồi. Cái mỏ không dịch đâu. Áo bi có màu vàng. Món này cũng màu vàng nè. Cả món này á. Ây da, con bi này. Cam vàng. Vàng, cam. Cơm màu vàng luôn. Cơm thường màu trắng mà bị chọn màu vàng luôn nè. Cơm thơm. Vàng, cam. Ha ha, nó không thấy đường rồi. Chippy nó ăn hết cơm luôn. No. Chippy no quá hả? Thôi được rồi. No quá thôi được rồi. Trời, ăn thêm luôn con. Toàn màu vàng. Có màu vàng nên bắt buộc phải ăn. Yeah. Trời ơi, nhăn cái gì vậy? No quá hả? Thôi, gắng ăn hết miếng này thôi. Ủa, nó ăn hết miếng xoài luôn. Nó ăn hết cơm, xong mà giờ nó ăn hết miếng xoài nữa. Chắc nó no lắm rồi. Ý người ta bưng đoạn tới kìa. Chết. Nãy kêu. Còn món mà quên. Có màu cam nè, cam vàng nè. Quên, ăn thêm luôn đi con. Nani? Ăn ngấy ăn nghiêng con, đỡ kêu rồi bỏ phí không? Em. Đâu đâu? Trời ơi, thực hiện thử thách này tôi phải bỏ tiền mua cho nó. Đúng màu là ba phải mua nha. Trời ơi, lỡ thực hiện thử thách rồi. Đâu coi. Rồi ok, mua cái này với cái này nữa đúng không? Đúng rồi, màu cam với màu vàng là mua. Đủ nó đi bỏ lại một món.
để đỡ tốn tiền. Ủa cái này mà hồng mà không mua đâu. Không, cái này. Trời ơi, con vịt sao đứng đó chi để nó thấy màu vàng như một cam nó mua vậy? Mày á, mày á, mày á, mày á, mày á, mày á. Ba bị ngáo không à? Dở vô vui lại bị ghê hả? Cái này màu vàng nè bi. Gì vậy ba? Nè. Kiểu gì? Kiểu chuối. Cái này em ơi. Bỏ bự trời. Không được các bạn. Tính tiền về nha. Chào cậu. Bi nó chỉ ăn mấy con màu vàng thôi nha. Hả? What? Để bụng nó ba. Tới lần hai. Màu vàng nè, màu vàng nè. Leo lên, leo lên. Wow. Wow. Bị nó leo cao quá à. Bánh không à. Trời ơi. Chị xích đu hả? Chọn màu vàng, đừng chọn màu xanh. Ừ, có màu vàng kìa. Xích đu, xích đu. Xích đu nè. Lỡ nha, lỡ nha. Ây da. Run. Hả? Cái mặt này hả? Ở đây có người giận chiến đấu với quái vật đó kìa Bi. Có này vui nè. Bon. Thôi cùng hả, cầu tụt bên đây nè. Cái đó cầu thang mà ơi. Cầu tụt bên đây nè. Ây da trời ơi, đứng lên. Chiếc Bi đi đâu rồi ta? Hả? Kiểu dẻo Lego nè, bây giờ mình sẽ ăn. Thôi mình ăn kiểu robot cũng được. Trời, còn có cặp giò vậy. Ăn nhiều kiểu dẻo quá là phải súc miệng nha. Trời ơi, ăn nhiều quá súng răng á, phải súc miệng thường xuyên nghe chưa? Trời ơi, có đem theo bàn chải luôn hả? Trời ơi, cái bàn chải cũng là kẹo luôn.